lúc dây mình nè được bàn còn đại mía đại rồng chám mà chả đà mộc chợ vinh ở đây về bị ngay sạp ta chỗ bướng nặng man mà đòn ba lúc dây chậm nam mà nè đại miền chùa thà khải ba dây cứ chia chia chôn chết trần mà nè đại phơi cá plap đô tì lầm nới được gọi bị tì chôn bớt ba mốc căn tì còng ba đại bà co mộc đồ bò chỉ nè được ba cầm phong ăn chay chìm mồi nặng chi vật anh à thá bận top bị côn rồi bỏ lục dây bà cứ giờ quạt mọc bà luôn nơi không tì còng rồi dạ pê bà cứ ở rồi dạ pê bà dù mực hài bà rồi cột phơ ca tục bà phơ ca tục quạt cháo đòi mình miền cả ở pơ ở vài như lại bà đẻ phơ ơi bà mình nuôi mía bà miền cả anh đã số lục dây chỉ càng phật đà bà chỉ rơi rơi cây tài đã khơi lục dây lục ní bà phơ ca căn nơi sập bao cả rồng sầm đáp phơ ca rơi ăn chay sầm đáp giờ tại lúa và xâm đạp thuốc ca tinh bài mà hộp bằng tình mình tui còn cho một chùm ạc của bé. Bà đòi rồi dùng nâng cư lục dây đêm là lờ bà phơi cửa xu kra bà phơi chỉ ra cư phơi cửa xu. Bà krom phơi rồi tiệp lưng. Bà đòi bà dọc mê phơ chia bà phơ chia đậm bồn phần này. Bà đất ngay môi cầm bà cầm ẩm long pê đai bà rơ xùm rám. Bà lục dây của bạn bà tè khơi nè con đài mía môi đầm lầy. Bà cứ muốn đại mình đọc lấy. Bà cứ đòi lúc giấy của bạn này dạy thà mà cha con đây đã bạn bỏ cót chìa bà rộm ná. Bà hỏi một từ. Bà đã không ngay nương phong đai lúc giấy mình bàn chạy trên phê tí tăng đi. Đủ tì đã gọi bà rơ nú. Bà cứ bà bôi cứ lúc giấy sốc chất ổng khôi nửa cha mà cha đàm tổ lọ mọc vấn. Đang nâng bỏ cốt con đài ní. Ôi mà cha đàm vinh phong đà. Nói ngay tìm bì tờ hỏi. Bà cứ mình toàn miên mà cha bà nà mọc rồi còn đây đã bọc luôn nụ lấy. Bố cứ lục dây ổng côi chăm đỏ đài. Bà lúc đó ngay bàn to sát ra tài bà còn cần lấy khơi sức đây mà nè cầm phụng tài phước cà rốt ở vầy mũi nửa mục. Bà hỏi bà bạc chẳng. Cứ bên nụ cứ lục dây cứ mình toàn bà còn chật thay sát ra nụ. Cứ chỉ còn đây rồi bọc quát rồi còn chẳng nà tì. Chẳng thay chứ mà cha còn đây đã bọc đã có đưa chẳng nà tì. Bố cứ to tài cột bàn phơ ca xa xua nâng chì dìm xa lạ bóng bà phỏ đá đám bày ai bà cột thả còn đài nú bất chìa ra bó sử trầy mẹ nú bật bà cột mẹn bà phê đăng ca bật hai bà bật chìa còn đài sử trầy mẹ nú tư lục dây prom bà cột còn đài ái bà đôi mình nực mẹn thả sử trầy nú cứ bàn bạc còn đài nú chì côn bà xa ra bó cột đã bó bóng cột cho nụ tì. Đại hạt ca này cứ bàn phụ ai miền phía bày là bàn chế kháng nơi khăn năng bật tế chấn rồi hốt đoàn miền xa bà miền phụ ca chóc sai bồng bệnh phong đài. Bà dân này chỉ đứng ra một tha bà bật chì hụt cho ta bồng phôn bà cứ con xa là bỏ khó đó nà cứ bàn bỏ bỏng khó chào. Bà đập bê bạt con đài nâng cứ lụng dây rư tục quật mà nà kê dâng á nà hơi cứ quật xuân nôm như ta dù dù tớ. Bà khơi mà nẹ nâng cứ mở đồ con đài. Rồi cho rộng lắng, xua cho xua lắng, côn xa con ai xa. Bà, trong cơ hội kỳ miền cả cho sai bóng phiên tài mà đó là không bà đài xung cung, bà rà bò bà tế chân nụ. Bà dân này chỉ riêng ra mùi thảo bà đô mùi tệ tân nâng ca, bà bò bòng bà đài cháu nà. Thật được chỉ cạn này nên dân ấy, cứ bệnh thiếp được chỉ còn đài dân. Bà, côn bà xa bò bòng lục dây bò bòng bà đài khmê cháu. Đó bì bà lục dây khinh còn đài tầm mùi thì còn hiện còn có được tốt đọc bây ai mà chả đảm vinh. Nhưng bệnh thêm mới tăng cư lẽ có nạ thà vì mình xả xong nâng ở vầy là con tài nhận phơi chung buồn mặt đáy nế. Chả tên nâng cả bóng bóng mặt đáy cha cho riêng cũng đang cho nụ. Bà chân đi chỉ riêng ra thà bóng bóng đó khá mà ta bà kết ở mẹn tên chung buồn bà nhà này. Cái thà mặt đáy bà mình nghe nâng rộng tê mặt đáy mình ta mùi tê nâng lơ bị phục luôn. Bà chân này ạ cả thằng đó cứ ai đó bàn chân bóng bóng đó khá thời trăm chung đó nhì. Bạn hãy bỏ ra mình đi đá khi mình tài bản này thế, bạn xong ở cuốn, bạn xong dưới liếc.